Chiều nay, Chi hội Vận chuyển Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2026. Đến dự có Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Nhiệm kỳ qua, Chi hội Vận chuyển Du lịch thành phố đã tham gia các đoàn farm trip trong và ngoài nước, hỗ trợ xe vận chuyển cho các hoạt động xúc tiến du lịch, các hoạt động văn hóa thể thao lớn của thành phố. Phối hợp với Sở Du lịch, Hội Lữ hành, Hội Hướng dẫn viên tiến hành khảo sát thực trạng giao thông tại khu vực trung tâm thành phố nhằm đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giải pháp chống ùn tắc giao thông, giảm tải giao thông giờ cao điểm khu vực này. Đặc biệt, trong năm 2022, Chi hội đã phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ các khóa nghiệp vụ du lịch dành cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Và trong thời điểm dịch bệnh, Chi hội cũng tham gia công tác phòng chống dịch, cũng như tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Đánh giá cao về các hoạt động của Chi hội Vận chuyển Du lịch thành phố trong thời gian qua, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đề nghị Chi hội thiết lập mối quan hệ hữu cơ gắn kết giữa vận chuyển với các loại hình khác của du lịch và lấy công nghệ làm cốt lõi để phát triển du lịch. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến khẳng định vận chuyển du lịch là khâu rất quan trọng trong hoạt động du lịch của thành phố, ghi nhận biểu dương những kết quả nỗ lực của Chi hội, nhất là đề xuất kịp thời với Sở Du lịch, đơn vị liên quan các chính sách với vận chuyển du lịch, đặc biệt chung tay công tác phòng chống dịch trong thời điểm COVID-19. Phó Chủ tịch đề nghị thời gian tới, Chi hội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận chuyển du lịch để giảm chi phí và tăng lợi ích, phối hợp với các cơ quan chức năng như ngành giao thông vận tải để các hoạt động diễn ra thông suốt, đảm bảo, góp phần xây dựng thành phố phát triển.